như là cô đứng gần thôi, cô thấy tôi nhan sắc có độ dung. Thưa quý vị, cái sòng bài ở Gino tổ chức vào đêm 26 tuần tới, nếu và đã ủng hộ cho chương trình, quý vị nào được giải nhất, giải nhì và giải ba thì sòng bài đấy sẽ tổ chức cho một cái phòng VIP cùng với 4 vé đi coi miễn phí. Xin quý vị cho anh Dennis một tràng pháo tay, người tổ chức chương trình tối hôm nay. Xin lỗi, tổ chức cho chương trình này. Tôi cũng đứng gần cô này. Chương trình của Vino tầm November 26 tuần tới quý vị. Và chắc okay, xong rồi, còn vài là xong rồi. Em đâu biết, em tưởng mình phải sẽ cần phải giới thiệu ca sĩ của đêm chương trình hôm đó hoặc là ban nhạc như thế nào nữa. Không, anh tại người ta không có trả tiền quảng cáo em. Ok. Và sau đây cũng vâng xin giới thiệu đến một giọng hát của thí sinh kế tiếp. Hiếu mang qua Nhật Bổng, bỗng dưng muốn khóc. Xin quý vị chàng phát thêm thật nữa. Thưa quý vị, cho thí sinh tên Hiếu Phan qua một giọng ca, qua một bài ca rất mùi, bỗng dưng tôi muốn khóc. Trước tiên thân Hiếu xin gửi đến lời cảm ơn chân thành đến những nhà tài trợ cũng như ban tổ chức, và đồng thời cũng gửi đến lời chào thân thương đến ban giám khảo cũng như tất cả những cộng đồng người Việt tại thành phố Sacramento luôn luôn được vui vẻ với lời chào thân thương và nồng nhiệt nhất. Và sau đây thân Hiếu xin gửi đến quý vị và quý vị khán giả trong đêm nay với bài hát nhạc phim được mang tựa đề Bỗng Dưng Muốn Khóc. Xin quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Đêm chỉ là cùng cần có nhau, sao em không giữ nỗi yêu thương? Lặn về đâu dù cơn mưa chiều về, lặng cứ trôi buồn mình mang. Bỗng muốn khóc cho lòng.
gì với anh nhỉ? Xin mời. Anh em, em chỉ kích động cuối nguyên cái bài nhạc, em không biết bài nhạc nghe tới đâu, em chỉ thích cái diễn xuất ngồi xuống trong cái tay vậy thôi. Vậy đủ 1 điểm, 10 điểm rồi, phải không anh? Thưa quý vị, cho thí sinh Hiếu một tràng pháo tay rất là nồng nhiệt. Và thưa quý vị, diễn xuất rất là đầy cảm tình. Nói em có tặng anh nha. À vâng, là câu này, vâng. Thưa quý vị, một tràng pháo tay cho cô Hoa Hậu có tặng các anh chàng này. Mà cũng cứ nhìn thôi, tôi mừng. Thưa quý vị, bây giờ thì xin một người trong ban giám khảo đóng góp một ý kiến nhỏ về giọng ca của anh Hiếu ở đây. Và xin mời anh Phi Hùng. Stop texting anh. No, anh cộng điểm em. No, anh đang cộng điểm em, chứ không phải text. Anh đang cộng điểm, cô Tổng Vân cũng được. Kiều Sĩ, chào quý vị mọi người. Hai anh Hiếu, trên cái bài nhạc này á, thật sự nó rất là mới, đây là lần đầu tiên cũng nghe. Anh đang phân vân trên vấn đề cái bài nhạc có hát cái giọng ca của em á, có nó đúng như cái bài nhạc hay là em có bị lạc giọng trong một chỗ nào đó? Nhịp điệu của em rất là tốt và cái diễn tả của em almost perfect. Nhưng mà cái giọng ca em phải coi lại một tí xíu. Cho nên vì cái giọng ca thì anh phải trừ bớt một vài điểm đó. Vâng, cảm ơn anh Phi Hùng rất nhiều và cảm ơn anh Miếu rất nhiều. Và thưa quý vị, còn một bài kế tiếp nữa là chúng ta sẽ break time. Và sau đó thì như chúng tôi đã nói là quý vị có quyền ra nhảy đầm với người thân, với người tình của mình trong cái ngày kỷ niệm hôm nay.